về nhà cho mẹ nhá. Mẹ đi chém cây làm giàn dưa đó. Ở nhà không được đi đâu đâu nhá. Chị là về cùng mình á, bà khỏi ốm rồi á? Bà khỏi ốm rồi. Thế á? Vâng. Thế thì con lên trên kia đi để mẹ chém cây về mẹ làm giàn dưa nhá. Vâng. Con lên trên kia nhiều muối lắm.
mẹ bảo chị đợi mẹ nhá, không thích chị về đấy. Con đi về nhà trước mẹ đi. Mẹ lấy mấy cây nữa đây nhá. Về nhà trước mẹ đi.
đây. Đây chị đây á. Vâng, chào bác ạ. Ờ, giỏi quá nhờ, ngoan quá. Bác, cái này bác có khỏe chứ ạ? Khỏe nào, đi vào nhà. Các con này đi vào đây. Vâng. Xuống nào. Các con ngồi đây chờ bác nhá. Vâng. Bác đi thay quần áo đã, bác bận lắm. Này, bác có quà đấy, bác có mía này. Con ăn không? Bác bóc cho. Bác bóc mía cho ăn nhá. Vâng. Bác lấy mía ở đâu ra rồi? Bác bị trắng cây ở kia nhưng mà thấy là mình lấy được cho con. À thế cái ấy không ấy à? Bà thế là bà khỏi rồi phải không? Bà đỡ rồi này. Ăn mía đi. Con xin mẹ. Đây. Con xin bác. Em mời chị ăn mía ạ. À, em cũng ăn đi. Vâng ạ. Bác ơi, con về lại nhà con ở. Bác cho con ở đây được không? Được. Bác, con về đây ở với bác với Bun nhá. Vâng. Ăn đi con. Vâng. Mía. Bác ơi, cho con ở đây nhá. Đây là nhà của con mà, con cứ về đây ở nhá, về đây ở với bác với em nhá. Bà cháu mình ở với nhau nhỉ. Các con ngồi chơi nhá, bây giờ để mẹ đi nấu cơm nhá. Ngon không chị? Có em ạ. Bánh ngon ngon không? Dạ em cũng thấy ngon. Con ơi, dạ. Con về trông rồi cơm cho mẹ để mẹ đi nhặt rau nhá. Vâng. Thì đây để trông rồi cơm cho mẹ. Em ơi, chị hộ em. Cho mẹ nhá.
cơm sôi cho con. Sôi rồi bác ạ. Con lấy xuống rồi à? Bác xuống rồi à? Vâng. Con biết nấu đấy giỏi nhỉ. Bác đi lấy rau về rồi đấy thầy. Con ra kia đi. Con ra kia đi để bác nấu. Vâng. Thơm quá nhỉ. Ăn nhiều, ăn nhiều à? Ngon quá bác ơi. Ngon nhỉ, ngon ăn đi con. Em ăn đi, chị ăn xem này. Sao thế bác, con trai của bà đấy ác lắm. Nên con chỉ quay về ở đây thôi. Thế á, cho con quay về ở đây ở với em và bác nhá. Vâng. Ăn đi con, bác đói lắm rồi đấy. Con ăn đi, con gấp ăn đi. Bác ơi, bây giờ con gọi bác thành mẹ nhá. Bây giờ gọi rồi, gọi bằng mẹ nhá. Ba mẹ con mình ở với nhau nhờ. Vâng. Đâu, ăn xong chưa để mẹ dọn nào. Ngon nhá. No chưa? Hai đứa ngồi đợi mẹ nha, để mẹ đi rửa bát nha.